Zelis Mix chuối tươi vẫn thơm ngon ngất ngây, nhưng độc đáo và cực lạ miệng. Chào cô ạ. Hai đứa về rồi đó hả? Dạ. Nè, thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn. Mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? Dạ. Làm chi? Bữa nay cô có bài kiểm tra hả? Tại sao không nói cho mẹ nghe? Dạ đâu có đâu. Đi ra đây. Qua đây. Nói cho mẹ nghe, bữa nay cô có bài kiểm tra phải không? Mẹ mới nghe chị Tâm Ý hỏi Tâm Anh kìa. Không có, chắc chị Tâm Ý lộn thôi. Nè, họ không tin mẹ hỏi nó coi. Mẹ qua đây mẹ nói cho mẹ tao nghe đi. Đó, mẹ hỏi nó coi. Nè, Tâm Anh, bữa nay có bài kiểm tra không con? Con làm gì đó? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Có không con? Dạ không thưa cô. Dạ thôi, con lên lầu nha cô. Thấy chưa? Con nói mẹ rồi mà. Mẹ không tin con chưa? Dạ, alo. Dạ, cô giáo chủ nhiệm. Dạ, không điểm. Làm gì? Đứng lại cho mẹ. Dạ, dạ, không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Vũ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy. Nhưng trên lớp học á, còn rất là nhiều tiết học khác, nên em không có đủ thời gian. Dạ, 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 xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. Dạ, dạ, dạ. Làm chi? Con giỡn mày với mày đó hả? Cái con nhỏ này, làm chi? Phép cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì, rồi con được thêm một thứ nữa. Vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó, rồi con làm mất đi. Đúng rồi, làm chi hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là đã phép trừ. Dạ. Nè, làm chi giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3. Là còn mấy? Còn mấy làm chi? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Hỏi xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, vậy thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Ủa, sao ngồi đây? Anh nghe nói em đang dạy làm chi phép tính trừ mà sao ngồi thẫn thờ? Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào chú. Làm chi, mẹ dạy con phép trừ rồi đúng không? Con không hiểu gì hết trơn. Tự hào quá ha. Em chán thiệt á. Cái kiểu này chắc phải thuê gia sư dạy kèm riêng một mình nó đó. Mới học lớp 1 mắc mới gì mời gia sư. Thấy anh Tâm Anh không? Đó, tự học có ai kèm cặp đâu. Tâm Anh, bài kiểm tra kỳ này chắc được điểm cao nữa ha con. Dạ. Thưởng. Được có 10 điểm mà cũng bày đặt khoe. Trời ơi, nó còn nói được, tôi sợ cái con nhỏ này luôn. Bộ con ăn trứng ngỗng hoài con không ngán hả con? Là chi à?
Thật ra phép trừ nó dễ lắm, chứ không phải khó như con tưởng tượng đâu. Khó chứ dễ gì ba. À, con có cách này nè, dễ lắm luôn á. Cái gì con? Bấm máy tính. Không được, tuyệt đối là không được, biết chưa? Bây giờ con nhìn ba đi nha, con nhìn ba kể ba ví dụ cho con nha. Ở trong cái bếp này đang có 6 người. Ngọc quên đếm Ngọc rồi. Ngọc Ngọc nó là 7 người. 7 người thì 7 tự người. Nhiên có 2 người đi ra ngoài. Vậy hỏi trong cái bếp này còn bao nhiêu người? Phải ra ngoài thì con mới biết được chứ. Tâm ý. Dạ. À, con cảm phiền dẫn Tâm Anh ra ngoài chút giùm chú nha. Còn Tâm Anh nó đang ăn cơm mà. Kệ ra chút mà vô lại. Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu rồi. À, Tâm Anh, con ngồi ăn tiếp đi. Tâm ý con đi ra ngoài đi. Vô con. Đó, vậy bây giờ ba hỏi con nè. Ở trong cái bếp này còn lại bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Còn 4 người. Chi quên đếm chi nữa đó chi. À, vậy còn 5 người. Đúng, giỏi quá ơi. Con gái mà xuất sắc luôn á, quá giỏi luôn. Vậy thì hỏi 7 trừ 2 bằng mấy? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu ba. Nghe mẹ ví dụ nè ha. Bây giờ 7 người trừ đi 2 người, vậy là còn mấy người Lâm Chi? Hai phép tính nó khác nhau mà mẹ. Nói rồi thôi, giờ đưa nó trở lại mẫu giáo nó học đi. Sau bữa tối, Thảo Trắng và Thảo Bố cùng chơi đùa trong phòng khách. Nè, mày dám ăn sữa của tao hả? Tao nhớ rõ ràng luôn là đã để lại 7 miếng. Mà sao bây giờ chỉ còn có 5 miếng thôi à? Mày ăn 2 miếng đúng không? Nhưng mà cô nói là cho mình ăn mà. Cái gì chứ? Đúng là hết nói nổi mày mà. Mày muốn chết hả con nhỏ này? Ê, làm cái khó cũng ra. Vậy ba thả con ra, con phải đục cho nó một phát. Ê nhỏ kia. Ừ? Mày uống sữa của tao đúng không? Mình đâu có uống đâu. Mày còn chối nữa hả? Rõ ràng là mày uống chứ ai uống được. Mình đã nói là mình không uống rồi mà. Trong nhà này ngoài tao với mày ra thì còn ai uống nữa? Nhưng lỡ người khác uống thì sao? Người khác chứ mà người khác. Mày chuyên gia là ăn cắp. Tại sao con có suốt ngày ăn hiếp Tâm Anh hoài vậy hả? Con có ăn hiếp đâu. Nó dám uống sữa của con nè. Nè, mẹ nhìn đi. Sữa của con tới số 8. Bây giờ chỉ còn tới số 5 thôi. Nó đã uống 3 nấc rồi còn gì? Cô ơi, con không uống đâu. Mày uống với ai uống hả? Bây giờ á, mẹ con mình làm lại phép trừ nha. Ôi, con không biết làm đâu. Con yên tâm đi. Mẹ đảm bảo là con làm được à nha. Đúng rồi, con gái của ba ngoan lắm nha. Ráng nha con nha. Nhìn mẹ nha. Bây giờ ví dụ như Lam Chi đang có 10 miếng sườn. 10 miếng sườn. Mà Tâm Anh nó lén ăn mất của con hết 4 miếng. Vậy nó còn mấy miếng? Con này gan quá. Vậy là con chỉ còn ăn được 6 miếng thôi hả? Hay quá vậy. Ôi, giỏi quá trời ơi. Con gái ba giỏi quá trời luôn á. Con phải đi xử nhỏ này. Mẹ ví dụ thôi à. Chứ Tâm Anh nó đâu có ăn sườn gì của con đâu. Mẹ ví dụ thôi à. Trời, mẹ làm tưởng thiệt không à. Nè, con gái của mẹ giỏi quá à. Nè, con nhớ nha. Kể từ bây giờ á, mỗi khi mà con làm phép trừ á, thì con cứ tính là như vậy đi. Con đặt Lam Chi ở phía trước, nghĩa là số bị trừ. Và cái số phía sau là số trừ, thì con tưởng tượng đó là Tâm Anh đã lấy mất của con. Vậy là ra kết quả liền à. Ghê chưa? Dạ ghê. Bây giờ vậy mình thêm ví dụ nữa nha. Con uống sữa còn 9 nấc còn mới làm dấu, thì Tâm Anh nó mới lén. Nó uống đi 6 nấc. Hỏi chai sữa còn bao nhiêu nấc? Tất nhiên là còn lại 3 nấc rồi. Trời ơi, bà không thể nào tin được luôn á. Con gái của bà thông minh quá trời ơi. Trời ơi, mày dám uống 6 nấc sữa của tao? Ai? Đi đâu?
con đi xử nó. Đỡ xử cái gì? Thí dụ, bà chỉ thí dụ thôi chứ chứ tâm anh đâu có uống sữa của con đâu. Bà làm hết hồn. Thí dụ thôi. À. Đâm chi giỏi quá. À. Bây giờ thêm thí dụ nữa nha. Bây giờ mình làm tiếp nha. Nè, nè, con nhớ rõ chưa? Số trừ với số bị trừ là sao? Nói lại cho mẹ nghe. Là số mà Tâm Anh lấy mất của Lam Chi. Hay quá. Cứ như vậy mà phát huy cô gái của mẹ. Yes. Yes. Chị hãy tin tưởng ở con. Con đi đây. Con gái giỏi lắm. Cố lên nha con. Yeah. Yeah. Cô ơi. Không hiểu luôn á. Không hiểu nó giải có cái kiểu gì mà cứ gây cho con nít cái ấn tượng ganh ghét là sao? Ba này, chỉ có cách đó thì nó mới chịu làm phép trừ thôi mà. Các em, nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi. Còn gớm mà mẹ. Dậy mau lên. Mau lên. Mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con sẽ phải tập thể dục buổi sáng với mẹ. Mau lên. Ôi, tập chi nữa mẹ. Mau lên. Dậy. Rửa mặt, mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ coi. Mẹ nói là thẳng người lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên, thẳng cái lưng lên, nhanh lên. Nè con nhỏ này, đứng dậy cho mẹ. Ôi lên, đứng dậy, đứng dậy coi, mới dậy con chút xíu à. Con đau chân quá. Con còn là biết nữa hả? Con có biết là con chạy có 11 giây hay không? Mày đặt khoe với mẹ đó chứ. Trời ơi, con chạy 11 giây là tài năng lắm rồi đó. Tài năng cái con khỉ á. Chạy cái gì mà cứ ngã ngửa là sao, làm sao mà chạy nhanh được. Chạy thì phải chúi người lên phía trước, rồi chân nè, đầu gối thì phải nhô cao lên. Con mệt với lại đau bụng nữa, nhà ông nội nữa. Mẹ nói cho con biết nha,
bây giờ mà không chạy đủ 10 vòng thì đừng có hòng ăn sáng. Mau lên. Ờ, 10 vòng á. Ây da hả? Nhanh lên. Nhanh lên làm chi? Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh tay mạnh lên thì mới chạy nhanh được chứ. Nhanh lên. Chuối nhường về phía trước, không có ngửa ra phía sau. Cố lên nè, cố lên. Cái con nhỏ này, bé con chạy đi đâu vậy? Con nhỏ kia, con làm cái thái độ gì vậy hả? Đi qua đây, sắp xếp gọn gàng giày dép lại cho mẹ nghe chưa? Sắp xếp giùm con rồi. Đi ra vậy. Mau lên. Sắp xếp gọn gàng lại cho mẹ. Tự mình làm chịu trách nhiệm đi chứ. Nè, ngày mai đúng giờ cũng phải chạy bộ với mẹ nghe chưa? Bắt người ta chạy hoài thì còn gì đâu dáng ngọc ngà của người ta nữa. Ây da, mày làm gì vậy? Mình xin lỗi tao nên mình này được kệ mày chưa mất nói cho mày đúng tao. Mày tới sớm rồi con. Mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Con đã chuẩn bị xong rồi. Con thay đồ rồi đó hả? Mẹ ơi, con muốn chạy nhanh hơn Tâm Anh luôn để có thể bắt được nó dễ dàng, và con sẽ nắm đầu nó quay như dế luôn. Con nhỏ này. Lập Chi, chạy nhanh lên. Lập Chi, nhanh lên, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Cố gắng lên con. Nhanh lên, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Lên, lên chạy. Giỏi lắm. Tuy con chạy phần dưới chân là quan trọng nhất, nhưng mà phần trên cơ thể của con cũng quan trọng không kém đâu. Gương người mạnh lên. Ráng là làm gì. Cố lên, cố lên, mạnh nữa. Giờ con để tập thêm được nữa. Con nhỏ này, vậy con không muốn nắm đầu Tâm Anh quay như dế không hả? Mình thấy nó ở trong tủ lạnh đó. Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Mày đáng ghét. Mình xin lỗi. Để mình cất lại vô tủ lạnh nha. Cất đi chứ còn nói nữa. Nhanh. Mày dám ăn hả? Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình cất rồi đó. Mình đi nha. Mày dám nói hả? Đúng không? Mình xin lỗi. Không có xin lỗi hả? Mày đứng lại cho tao. Gì vậy? Nè, sao nói chuyện nhanh quá vậy? Nhanh lên. One, two, three.
Nè Tâm Ý, hôm nay con về làm món sườn nướng nha. Con sẽ đãi hai đứa này. Trời, tự nhiên mày cho nó ăn. Đứa nào cũng giỏi hết đó.